không biết về marketing, không làm marketing, không tập trung vào nó thì hầu như 80% cũng đều là thất bại. Không nói đến những người mà đang kinh doanh mà không biết về marketing, mà cái câu chuyện ở đây là có rất nhiều người giỏi về marketing, thậm chí là hot TikTok và hot rất là nhiều nền tảng, họ có kỹ năng về marketing, nhưng vì sao khi mà họ mở cửa hàng một thời gian thì họ vẫn phải dẹp. Quay lại với câu chuyện là có nhiều lúc các bạn không phải chỉ giỏi về marketing, các bạn có thể thu hút được hàng triệu người, các bạn đi review cho người khác một cái video vài chục triệu, rồi sau đó là các bạn nghĩ tôi cũng đi ra mở cửa hàng kinh doanh tôi cũng sẽ thành công. Và đó là cái sai lầm mà hầu như hiện tại bây giờ, ngay thời buổi kinh tế đi xuống này, rất là nhiều hot TikTok phải đóng cửa. Vậy thì yếu tố nào, vì sao mà họ nổi tiếng, họ đi review cho người ta một cái video vài chục triệu mà họ vẫn không thành công trong cái việc kinh doanh? Để thành công trong một cái mô hình kinh doanh thì nó không phải chỉ là biết marketing và cũng không phải chỉ là giỏi về sản phẩm. Có rất là nhiều người họ rất là giỏi về sản phẩm, họ rất là hay về cái việc là sản xuất cái sản phẩm chất lượng và tối ưu được cái chi phí, nhưng họ không có đủ cái mắt xích. Thí dụ như để thành công được trong một cái mô hình kinh doanh F&B á, mình đang nói tập trung vào F&B nha, thì bắt buộc nha, cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải đảm bảo được đó là chất lượng của sản phẩm. Không thể nào tồn tại được một cái mô hình kinh doanh nào đó mà sản phẩm không chất lượng. Nó chưa đủ, sản phẩm ngon chưa đủ, các bạn cần phải tối ưu được cái chi phí. Các bạn không thể nào mà là mở ra hoành tráng quy mô rồi cuối cùng á là doanh thu trừ đi chi phí không còn lợi nhuận, thậm chí có rất là nhiều người phải âm vốn bù lỗ. Rồi cái khâu mà tuyển dụng, đào tạo, quản lý, vận hành, các bạn cũng cần phải có cái kỹ năng, cũng cần phải có cái kiến thức. Rồi cái việc là làm sao mà bạn hoặc là nhân viên của mình phục vụ tốt cho khách hàng, để khách hàng của mình có một cái sự trải nghiệm tuyệt vời khi mà đến với cái vị trí, với cái cửa hàng của bạn. Rồi các bạn kinh doanh cửa hàng thì cái yếu tố cực kỳ quan trọng đó là chọn vị trí mặt bằng để kinh doanh. Nếu như không có kinh nghiệm, không có cái kiến thức thì sẽ rất là khó để mà chọn được một cái vị trí mặt bằng phù hợp với cái mô hình của mình. Sau khi mà các bạn đã đáp ứng được hết tất cả mọi cái yếu tố, cái yêu cầu đó rồi, thì tiếp theo các bạn mới bắt đầu tính tới cái việc là làm sao để làm marketing cho thật là tốt. Nếu như mà tất cả những cái bước ở trên làm tốt rồi, thiếu đi marketing thì cũng coi như là bạn đã thất bại. Nếu như tất cả mọi cái bước ở trên bạn đã làm tốt rồi mà marketing bạn không có thì cũng coi như là các bạn thất bại. Hoặc là các bạn rất là giỏi về marketing rồi, rất là giỏi về sản phẩm rồi, nhưng mà các bạn thiếu cái khâu vận hành, thiếu cái khâu quản lý, thiếu cái khâu tối ưu chi phí, thì coi chừng là bạn sẽ không có lợi nhuận. Vì vậy đó là tóm gọn lại, để thành công được trong một cái mô hình kinh doanh, bạn cần phải có một cái mắt xích, xích tất cả mọi cái yếu tố lại với nhau, từ cái khâu sản phẩm chất lượng, tối ưu chi phí, vận hành, vị trí và marketing. Tất cả mọi thứ đó nó phải có một cái luồng, một cái duy trì với nhau thì các bạn mới may ra là hiệu quả được, thậm chí là đại lý nhượng quyền của trọng nha. Khi mà đi nhượng quyền là đã tốt hết tất cả những yếu tố kia rồi, nhưng mà không biết về marketing, không làm marketing, không tập trung vào nó thì hầu như 80% cũng đều là thất bại. Vì vậy á, dù cho các bạn là đại lý của FKT hay các bạn là một người kinh doanh ở ngoài tự mở hay là đi nhượng quyền, bất kể một cái mô hình nào đó, thì cái yếu tố cực kỳ quan trọng đó là phải hiểu về marketing. Phải hiểu về marketing thì các bạn mới có cơ hội thành công. Nhưng để thành công được trong marketing thì những yếu tố mà hồi nãy Trọng nói cũng phải là xây dựng nó, cũng phải là đóng gói nó, sau đó bắt đầu mới đưa vào marketing. Đó là một lời khuyên chân thành dành cho những ai mà mới bắt đầu khởi nghiệp, mới bắt đầu kinh doanh mà mong muốn phát triển cái mô hình của mình, mong muốn là phát triển lên, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, thì tập trung vào những yếu tố mà Trọng đã chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.